Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định gắn kết đào tạo nghề với doanh nghiệp là một trong ba giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2018-2020. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại Hội nghị Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp do Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội vừa tổ chức. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành giáo dục nghề nghiệp là tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thực hiện gắn kết hiệu quả giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Đáp ứng thị trường lao động, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã thu hút nguồn lực tài chính thêm 18 tỷ đồng để đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học công nghệ mới. Hiệu quả trong hợp tác với doanh nghiệp là 100% sinh viên của nhà trường đã được học tập, trải nghiệm thực tế, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tuyển chọn được sinh viên theo nhu cầu và chất lượng đầu ra. Công ty chúng tôi đã tuyển các sinh viên tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Trong đó có 2 sinh viên đang học tập và làm việc tại công ty mẹ ở Nhật Bản. Những sinh viên này thực hiện tốt các quy chế của công ty, làm việc tốt, có hiệu quả. Công ty chúng tôi có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng các sinh viên của trường trong thời gian tới. Năm 2019, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xác định là năm tiếp tục đổi mới và tạo chuyển biến về giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 3 giải pháp đột phá mà Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đã triển khai, gồm giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chuẩn hóa đầu ra và lực lượng giáo viên, đào tạo gắn với doanh nghiệp. Mục đích của nhà trường đào tạo nhân lực là cung cấp nhân lực cho xã hội, nói chung như thực tế là các doanh nghiệp là chính. Và các doanh nghiệp thì người ta có nhu cầu hàng năm người ta điều chỉnh chiến lược kinh doanh sản xuất và hoạt động của doanh nghiệp, thì nhà trường cũng có cái điều chỉnh. Và trong đấy, trong cái hội nghị mà hợp tác doanh nghiệp thì chúng tôi hướng đến mấy cái mục tiêu. Một là cùng nhau xây dựng chương trình để đào tạo. Thứ hai, cùng nhau xây dựng kế hoạch để đào tạo. Thứ ba là cùng nhau đào tạo cho sinh viên những kỹ năng mềm và các cái kỹ năng liên quan để sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có thể làm việc được ngay và các doanh nghiệp đáp ứng được cái nhu cầu mà doanh nghiệp đang mong muốn. Hội nghị đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp do Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức là một trong những hoạt động triển khai giải pháp của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tại cơ sở đào tạo. Đáng chú ý là hiệu trưởng nhà trường đã mạnh dạn ký cam kết với học sinh tốt nghiệp có việc làm sau khi ra trường với mức lương khởi điểm từ 7 triệu đồng trở lên. Các tham luận trao đổi tại hội nghị đều thống nhất, cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, các trường nghề cần hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, đảm bảo hai bên hỗ trợ nhau và cùng nhau có lợi, giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt nhất và có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp.